cho các bạn coi sóc ở trên cái hàng rào mình là sao nó đứng yên luôn mà nó không có nhúc nhích luôn á. Không biết nó có bị lạnh quá, nó bị chết đứng không, không biết nữa. Nè, mình gõ mà nó không di chuyển luôn nè, thấy không? Lạ ha, không nhúc nhích luôn á. Để mình đi ra ngoài mình lại sát nó coi coi nó có chạy không. Trời đang mưa mà lạnh nè. Nó đang ôm cái trái hồng khô hồng giòn nè, mà nó đứng từ nãy giờ cũng lâu lắm rồi đó mà nó không hề nhúc nhích. Thấy nó cũng cái tay nó cũng còn rung động á, mà sao nó ôm cái trái này. Sao nó kêu ẵn ẵn ta, sao nó kêu ẵn ẵn ta, nó kêu ẵn ẵn mày nó... Nè, nó ra đây. Nó tiếng nó đang đi đứng kế nó nè. Thấy không, nghe không? Lạ quá hả? Sao nó nức nở vậy ta? Rồi, mới nghe cái tiếng kêu của nó luôn á, từ đó giờ đâu nghe. Ủa, bắt đầu ăn kìa, sáng sáng sáng. Mà con này nó cũng hung dữ lắm nha. Cái này mình ở gần nó hay gì mình chọc chọc đó là nó cắn á. Con này cũng hung dữ lắm, giống chuột vậy đó. Lạ, chưa bao giờ mình thấy nó như vậy hết. Rồi, nó thấy mình làm phiền nó quá, nó đi rồi.